Thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta một cái skill kinh khủng của thầy để ứng dụng giải trong một cái dạng bài tập khá là kinh điển ở trong phần amino acid. Thì biết rằng là sẽ có rất nhiều bạn sẽ có thi cái phần amino acid trong đề thi giữa học kỳ, và cũng một vài bạn thì chưa có thi phần amino acid trong cái đề giữa học kỳ. Thì bạn có thể, các bạn nào mà có đề thi thì phải theo dõi thật kỹ, và bạn nào chưa thi cũng theo dõi kỹ, bởi vì kiểu gì chúng ta sẽ phải học, đúng không ạ? Ok, rồi bắt đầu vào học chiều này nhá, skill bán ạ. Và cũng nhân tiện đây nói các em rằng cái skill này thì nó được trích ra ở bên trong top 50 skill mà thầy dạy trực tiếp trong khóa S1 của thầy nhá. Nào bắt đầu. Thì cái đầu tiên là cái skill thì đầu tiên là mình sẽ có là dấu hiệu nhận biết. Đây là cái dạng. Dạng này là dạng mà amino acid tác dụng với HCl để thu được dung dịch A. Rồi dung dịch A này lại tác dụng với lại NaOH để thu được dung dịch B. Đấy, thì cái skill này nhá thì nó áp dụng cho cả cái phần mà tác dụng HCl, hoặc là không tác dụng HCl tác dụng với NaOH trước thì thu được dung dịch C. Rồi dung dịch C này tác dụng với HCl để tạo thành dung dịch D. Đấy, thì skill này ứng dụng cho cả hai cái dạng này nhá. Thế thì cả hai cái dạng này thì bây giờ mình sẽ có đây là, đây cũng chính là cái tên của dạng, cũng chính là cái dấu hiệu nhận biết. Ok không? Thế thì mình sẽ có là phương pháp giải. Phương pháp giải đơn giản lắm. Phương pháp giải cực kỳ đơn giản mà các bạn, mô hình chung các bạn không có để ý đến. Mà thường là cái phương pháp giải này do thầy nghĩ ra nhé. Cực kỳ đặc biệt, dành tặng cho tất cả các bạn trong buổi học ngày hôm nay. Ok, các bạn hưởng ứng đúng không ạ? Đây là một phương pháp giải cực kỳ đặc biệt do thầy nghĩ ra. Mình sẽ có này. Với các dạng bài tập này thì chúng ta sẽ coi như cái dung dịch A đấy. Đấy nhá, thầy áp dụng ở bài này. Còn lại cái bài ở đằng sau, cái bài NaOH thì tương tự. Coi dung dịch A đấy bao gồm là amino acid và HCl. Có nghĩa là mình coi như là phản ứng nó chưa xảy ra. Coi như phản ứng nó chưa xảy ra. Rồi sau đó cho tác dụng với NaOH. Đấy, rồi sau đó cho tác dụng với NaOH. Để tạo thành muối của amino acid này và NaCl. Thế thì tới đây thì chúng ta sẽ sử dụng phương pháp bảo toàn gốc amino acid và gốc Cl trừ để giải. Nhớ chưa? Thế thì song song với cái skill, cái phương pháp giải này, cái phương pháp tư duy này, thì chúng ta sẽ phải nhớ thêm một vài cái skill nữa. Ví dụ như skill của thầy là glycine, alanine, valine nhá. Thì cả ba anh này đều chỉ có một nhóm NH2 và một nhóm COH trong phân tử. Và cả ba anh này nó đều chỉ tác dụng với một HCl. Tác dụng với một HCl để tạo thành GlyHCl. Tác dụng với một NaOH để tạo thành Gly trừ 1 hydro cộng 1 natri. Ala cũng như vậy, tác dụng với chỉ 1 HCl để tạo thành Ala HCl. Và tác dụng với chỉ 1 NaOH để tạo thành Ala trừ 1 hydro cộng 1 natri. Ok chưa? Valin cũng tương tự như thế, cộng 1 HCl. Các em phải để ý nha, cái chiêu này có thể nó rất kinh điển. Nó mang tính hủy diệt cho toàn bộ chương amino acid. Để tạo thành valin trừ 1 hydro cộng 1 natri. Chưa xong ạ, chúng ta còn 2 amino acid nữa. Rất quan trọng, rất hay thì. Chúng ta còn 2 amino acid nữa. Còn anh gì ạ? Còn anh acid glu. Acid glu. Thì acid glu có một nhóm NH2 nên ăn 1 HCl. Để tạo thành acid GluHCl. Nhưng acid glu của chúng ta có hai nhóm COH nên nó sẽ ăn 2 NaOH nhá. Để tạo thành acid glu trừ 2 hydro cộng 2 natri. Đấy. Và cuối cùng là anh lysine. Lysine chúng ta có hai nhóm NH2 nên ăn 2 HCl để tạo thành
2HCl và ăn 1 NaOH, bởi vì chỉ có một nhóm CH để tạo thành lis trừ 1 hydro cộng 1 natri. Và các em để ý là cái chiêu này của thầy nó sẽ cực kỳ kinh điển để khi chúng ta giải các bài tập về amino acid nhá. Thế chưa xong ạ. Chúng ta vẫn còn độc chiêu cuối cùng, đó là độc chiêu mà nhớ phân tử khối của các amino acid. Glycine 75, alanine 89, valine 117, acid glu 147 và lysine 146. Này các em thấy không? Những cái bạn mà học ở trong khóa của thầy Minh ấy, thì các bạn ấy sở hữu rất nhiều skill kinh điển. Và thực ra nếu mà các bạn chỉ có coi cái chỗ mà thầy nói lý thuyết này thôi, thì các bạn sẽ không biết được cái sự kinh điển của những skill này ứng dụng ở trong những cái đề thi như thế nào. Và hôm nay thầy sẽ lấy mẫu cho chúng ta một cái đề thi giữa học kỳ nhá, một cái đề thi giữa học kỳ đây, để chúng ta nhìn xem và biết được rằng là những cái skill của thầy nó ứng dụng kinh điển như thế nào. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào luôn câu số 1 ạ. Cái câu số 1 này thì để giải được nó thì chúng ta hoàn toàn sẽ sử dụng một cái skill đặc biệt của thầy, đó là skill tìm đồng phân. Các bạn có nhớ không ạ? Tìm đồng phân của thầy Minh thì được ứng dụng với cái skill 345248. 345248 đúng không? Và cái skill này được ứng dụng xuyên suốt trong tất cả cái việc mà chúng ta học, từ tìm đồng phân ancol, acid, este, aldehyde đúng không? Cho đến amin. Và ngày hôm nay số đồng phân amin bậc 1. Bậc 1 như thầy đã nhẩm thì chia thành 1 số hạng. Vậy 4 đọc luôn. 3, 4, 5, 4, 2, 4, 8, 4 có 4 đồng phân. Tô 4 luôn. Xịn sò luôn. Đúng không? Ok, thầy tuyên dương bạn Minh Lê, tuyên dương bạn Lê Huy Việt Anh, tuyên dương bạn Quốc Đạt, tuyên dương bạn tuyên dương tất cả các bạn đã comment đáp án A. Đúng rồi, chính xác. Đáp án đúng của chúng ta câu 1 A. Ok. Bạn thấy dễ không? Quá dễ còn gì nữa đúng không? Nào, mình sang câu tiếp theo ạ. Câu số 2 ạ. Este nào sau đây có phản ứng chạm bạc? Thì nghĩ rằng là với cái câu số 2 này thì cái câu chuyện mà các em giải được nó là một cái câu chuyện nó rất là đơn giản và dễ dàng đúng không? Các bạn thử comment cho thầy xem là đáp án câu số 2 này đáp án gì ạ? Câu số 2 các em nhé. Câu số 2 đáp án gì ạ? Số 2 ạ. Thì các bạn có nhớ không ạ? Các bạn có nhớ không ạ? Điều kiện mà thầy vẫn nói, thầy vẫn nhắc đi nhắc lại chúng ta, một cái điều kiện cực kỳ đặc biệt, một cái điều kiện cực kỳ đặc biệt để cho bất kỳ một anh nào có khả năng trắng bạc nhé. Nhắc lại chút điều kiện, nhắc lại không nhỡ sáng mai lại thi nhỉ. Điều kiện để tất cả bọn anh khác mà trắng được bạc, đó là nó phải có gì ạ? Nó phải có thứ nhất là hoặc là nhóm chó CHO, hoặc là có đầu HCOO, đúng không ạ? Một trong hai điều kiện đấy là thỏa mãn. Vậy thì ở đây là este, este thì nó rất khó có việc mà có nhóm chó. Vậy thì nó sẽ có đầu là HCO đúng không các em? Và đầu HCO chúng ta đáp án đúng chúng ta nó là đáp án C. Ok chưa các bạn nhớ chưa? Các bạn nhớ chưa? Rồi tuyên dương bạn là ông Minh Lê rất thuộc ý, rất thuộc lý thuyết của thầy nhá. Tuyên dương em, thầy chào Nguyễn Văn Minh. Ok Duy Tân, ok Ninh Nguyễn. Ok Vũ Minh mình nhầm mất rồi. Thanh Trúc đúng, chính xác, Bết Cà Kịa đúng. Trần Nam Dương đúng, ok tuyên dương tất cả bạn. Ôi Lê Huy Việt Anh cũng trả lời đúng này, rất tốt. Tuyên dương các em. Câu số 3. Chất nào sau đây không có phản ứng thủy phân ạ các em? Nào các bạn cùng làm thấy nào. Chất nào sau đây không có phản ứng thủy phân ạ? Ai giời ơi. Câu này mới căng này. Chất nào sau đây không có phản ứng thủy phân ạ? Không có phản ứng thủy phân. Nào các bạn thử làm cho thầy xem nào. Xem anh nào trong này lại không có phản ứng thủy phân. Thế thì để mà biết được là những anh nào ấy mà không có phản ứng thủy phân ấy thì chúng ta cần phải nắm được cái gì? Chúng ta cần phải nắm được cái gì? Chúng ta cần phải nắm được cái gì? Những anh nào không có phản ứng thủy phân ạ? Thì không có phản ứng thủy phân thì mình lưu ý nha, bọn dipeptide này là có phản ứng thủy phân tại vì liên kết peptide của nó kém bền. Đúng chưa? Thế thì anh saccharose là disaccharide là cũng có thủy phân. Anh tristerin là chất béo càng thủy phân, anh không thủy phân là fructose tại vì nó là monosaccharide. Monosaccharide là gồm có fruc và glu là không có phản ứng thủy phân, nên mình ghi chú ý lại nha. Là gì ạ? Monosaccharide. Đấy, là bao gồm gì ạ? Glu gạch fruc thì không thủy phân. Thế thì cái này bây giờ các em nhớ thầy đơn giản thôi. Nhớ thầy hai từ chốt. Được không ạ? Mono không thủy phân. Dễ nhớ luôn. Mono không thủy phân. Ok chưa?
Tiếp nhá, sang câu tiếp theo, câu số 4 nữa các bạn ơi. Câu số 4 đáp án gì ạ? Câu số 4 ạ. Câu số 4 của thầy đáp án gì các em? Rồi, Tuyên Dương bạn là cảm ơn Minh Nguyễn, cả Võ Thị Thanh Nhàn trả lời rất là đúng, Trương Đức Chí chính xác. Nhá, các bạn cùng comment đáp án cho thầy xem nào. Câu số 4 ạ. Một câu tính toán nhẹ nhàng thôi. Nhẹ nhàng thôi. Cho m gam fructose tác dụng với hydro. Fructose mình nhớ công thức của nó là gì ạ? C6 fructose là C6H12O6 tác dụng với lại hydro xúc tác niken. Chú ý cho thầy hiệu suất của đề bài cho đây là 80%. 80% là 0,8. Đúng không ạ? Thì thu được sorbitol là C6H14O6. Đề bài hỏi chúng ta là giá trị của m. Thế mình cần tìm được số mol của sorbitol ạ. Thế số mol của sorbitol bằng bao nhiêu đây? 36,4 chia cho 182 thì bằng 0,2 mol. 0,2 mol. Thì hoàn toàn mình suy ngược lại được số mol của glucose. 0,2 nhân 1 chia 1 các em nhé, thì bằng 0,2. Chú ý cho thầy một cái từ sau để mình làm với những bài hiệu suất này. Thuận thì nhân, nghịch thì chia. Nhớ chưa? Thuận nhân vậy, đây là chiều nghịch, đây là chiều thuận, đây là chiều nghịch. Nghịch chia, chia hiệu suất 0,2 chia 0,8. 0,2 chia 0,8 bằng 0,25. 0,25. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được giá trị của fructose. Nó chính là bằng bao nhiêu ạ? Nó chính là bằng 0,25 nhân 180 thì bằng bao nhiêu ạ? 0,25 nhân 180 bằng 45. 45g. Vậy các em thấy không? Nếu chúng ta tuân theo cái skill của chúng mình, đó là thuộc phân tử khối của fructose và glu là 180, thì chúng ta giải hơn rất nhanh luôn, rất rất nhiều lần. Xịn chưa? Ok, cảm ơn Tuyên Dương, bạn Thành Đạt, bạn Trần Hữu Bắc, bạn Ninh Nguyễn, bạn Hoàng Nam. Ô, bạn Hoàng Nam Trường hình như chưa nhân hiệu suất. Bạn Văn Đức, bạn Minh Lê, bạn Nguyễn Công, bạn Nguyễn Linh, bạn Khánh Linh, bạn Quốc Đạt đã comment rất là đúng đáp án ngày hôm nay. Ok, tiếp tục nhá. Câu số 5 đây. Câu số 5 đây, các em nhìn thấy chưa? Câu số 5 đây, các em nhận định dạng này. Glycine vào HCl dung dịch X, dung dịch X tác dụng NaOH. Các em thấy đúng là cái nhận diện, đúng là cái câu mà vừa nãy thầy nói chưa? Thế thầy nói có đúng không? Những cái câu này rất hay thi, mà nó không chỉ thi trong đề thi giữa học kỳ đâu các em nhìn này. Thi thử Trung học Phổ thông Quốc gia 2020 trường chuyên Phan Bội Châu Nghệ An này. Nên là kiểu gì nó cũng sẽ xuất hiện trong các đề thi thử và trong cái đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia của các em. Nên cái dạng này nó rất quan trọng đó. Nó vừa có ở bên trong cái đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia mà nó lại vừa có ở bên trong đề thi thử. Đấy, các em thấy, thầy tặng cho các em cái skill kinh khủng như thế nào. Và 50 skill ở bên trong lớp S1 của thầy Minh thì tất cả 50 skill đều chất nhá. Bạn nào mà muốn tìm hiểu về khóa S1 là khóa chuyên đề và khóa S2 là khóa tổng ôn để nâng cao các chuyên đề lên với những skill bá đạo hơn thì hoàn toàn có thể inbox cho fanpage của thầy để nhận được sự tư vấn và đăng ký khóa học. Ok ạ, tiếp tục nhá. Chúng ta quay trở lại đây ạ. Bây giờ chúng ta cùng xem thầy ở mình ứng dụng như nào. 0,02 mol glycine. Số mol là 0,02 nhá. Vào dung dịch HCl. Số mol HCl là 0,25 nhân 0,1 bằng 0,025. Thay vì việc mình đi suy nghĩ xem dung dịch X gồm những cái gì thì mình phang luôn X gồm Gly và HCl. Số mol giữ nguyên Gly 0,02, HCl 0,025. Thế cho đơn giản. Đấy chưa? Bây giờ bọn này cho tác dụng với NaOH, đề bài hỏi số mol NaOH phản ứng. Câu chuyện dễ dàng không ạ? Số mol NaOH phản ứng thì chính bằng số mol NaOH phản ứng thì chính bằng số mol nhóm COOH cộng số mol của H cộng. Trong glycine có một nhóm COOH. Đúng chưa ạ? Vậy mình sẽ có số mol nhóm COOH bằng 0,02 nhân 1. 0,02 nhân 1 cộng số mol H cộng là 0,025 bằng 0,045. Các bạn thấy dã man chưa? Các bạn thấy skill kinh điển chưa? Đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Các bạn thấy skill của thầy hay không? Quá xịn. Đúng không ạ? Chưa đâu. Đây mới chỉ là một câu dễ dàng thôi. Dễ dàng hơn, dễ dàng boy thôi. Chúng ta còn gặp những cái câu nó level nó cao hơn nữa nhá. Dần dần, từ từ. Nào mình sang câu số 6 ạ. Thực ra câu số 6 này là một câu về carbohydrate và cũng sử dụng một cái skill của thầy. Cho lên men 45g glucose. Các bạn cùng nhìn nhá, xem skill của thầy Minh cân nhanh câu này như nào nhá. Ôi bạn Khánh Linh comment nhanh quá. Bạn Khánh Linh là bạn ấy học lớp của thầy đấy, nên bạn ấy thuộc các skill của thầy, bạn ấy bấm máy tính ra đáp án đấy.
Cho lên men 45 g. Bạn Quốc Đạt cũng học sinh S1, hôm nay S1 đông thế nhỉ. Quốc Đạt bấm nhanh đấy. 45 g glucose. Glucose chúng ta tìm được số mol glu nhá. 45 chia 180 bằng bao nhiêu đây ạ? 0,25. 0,25. Hiệu suất phản ứng là 80% là 0,8. Mình sẽ thu được 2 lần thằng CO2. Đây bài chỉ hỏi giá trị của CO2 thôi, nên mình chỉ để ý đến CO2 thôi. Hỏi gì bạn làm đấy. Vậy mình sẽ có này. 0,25 nhân 2. 0,25 nhân 2, chú ý cho thầy nhá, thuận và nhân hiệu suất tuyệt đối không quên. Thuận nhân hiệu suất nhân 0,8 bằng 0,25 nhân 2 nhân 0,8 bằng 0,4. 0,4. Ok chưa? 0,4 mà nhân 2,4 ạ. Nhân 2,4 bằng 8,96 lít. 8,96 lít, đáp án đúng là đáp án C. Xịn chưa? Xịn chưa? Cái này dã man chưa? Câu 6 của chúng ta đáp án đúng là đáp án C, 8,96 lít nhá. Ok ạ, câu số 7. Câu số 7 một câu về polymer. Bởi vì thầy Phong là có nhiều trường ấy, có nhiều trường kể cả như những trường chuyên ấy thì là hay học hết cả phần hữu cơ rồi. Nên là thầy cho cả cái câu polymer vào đây để cho nhắc nhở cho chúng ta là chúng ta phải cẩn thận. Đấy, PVC được điều chế tổng hợp từ monomer nào sau đây? Thì PVC nó chính là viết tắt của poly vinyl chlorua. Đúng không ạ? Nên nó viết tắt của vinyl chlorua. Đáp án đúng là đáp án C. Úi dồi ôi, anh em thuộc polymer thế. Chuẩn bị sang phần khủng hoảng nhất cuộc đời học sinh polymer rồi. Câu số 8 ạ. Câu số 8 test lại về chương ete này. Nhiều đứa quên hết ete rồi. Câu 8 comment đáp án xem nào. 8 đáp án gì? Học xong mất não là có thật. Đúng không ạ? Quên sạch ete luôn. Câu số 8 ạ. Benzin acetat có mùi thơm của hoa nhài. Ôi, khi mà thầy ra cái câu này thầy không nghĩ rằng là các bạn bị sai nhiều đâu. Nhưng mà khi mà nhìn thấy đáp án các bạn chọn ấy, thì thầy mới biết là các bạn sai quá nhiều luôn. Đa số các bạn chọn A và A không phải là đáp án đúng. Nhá. Đáp án đúng đây, benzin đây, acetat đây ạ. Đáp án đúng là đáp án B. Nhá. Đáp án chính xác nhất của chúng ta là đáp án B của các em. Đấy các em thấy không? Đa số chọn A đây này. Úi dồi ôi, chia buồn với Thành Đạt nhá, chia buồn với Đỗ Lương. Chúng nó xóa nhanh thế. Rồi ok, Thà Nốt đúng, Nguyễn Văn Minh đúng, Tuyên Dương Game, Tuyên Dương Thành Trúc, Hoàng Năng Trường bị nhầm nè, Tuyên Dương Minh Lê, Tuyên Dương Khánh Linh bị lừa một lần rồi không bị lừa lần hai nhỉ. Ok Việt Linh, ok Nguyễn Trần Dương, đấy Quốc Đạt bị lừa này, các em thấy không? Nhiều bạn bị lừa không? Nhọ chưa? Nào, câu số 9 ạ. Câu số 9, đốt cháy hoàn toàn ethanol đơn chức. Lâu rồi không làm về ete là cũng quên gần hết. Ethanol đơn chức, công thức tổng quát của ethanol đơn chức là CnH2nO2 đúng các em. Đốt cháy thì thấy thể tích oxy cần đốt gấp 1,25 lần thể tích CO2. Thế thì mình sẽ có này. Bây giờ câu chuyện nó đơn giản lắm. Bây giờ câu chuyện đơn giản lắm. Mình đặt đi. Mình đặt số mol CO2 mình là 1. Thì có phải là do cái anh oxy này gấp 1,2 lần 25 lần thể tích CO2 thì mình sẽ có là số mol của oxy của mình nó sẽ là 1,25 không? Mặt khác, do ethanol đơn chức mạch thở thì có phải là luôn luôn có là N nước bằng NCO2. Vậy số mol N nước cũng bằng 1 không? Vậy câu chuyện này bây giờ chúng ta là chúng ta cần tìm số mol ete. Thì chúng ta chỉ cần đi bảo toàn nguyên tố oxy. Nguyên tố oxy. Mình có này. Hai lần số mol ete cộng với 2 lần số mol O2 thì bằng 2 lần số mol CO2 cộng với 1 lần số mol nước. Đúng không ạ? Vậy ngay lập tức mình sẽ tìm được số mol của ete. Nó sẽ bằng là 2 x 1 cộng 1 trừ 2 x 1,5, 2 x 1,25. Bằng bao nhiêu các em? Bằng bao nhiêu ạ? 2 cộng 1 trừ 1,25 x 2 bằng 0,5 ạ. Nhưng mà thầy còn chưa chia cho 2 đúng không? Chia cho 2 thì bằng 0,25 thôi. Vậy với chia cho 2 bằng 0,25, số mol ete bằng 0,25, vậy mình sẽ tìm được số nguyên tử carbon bằng bao nhiêu ạ? Carbon bằng bao nhiêu ạ? Thì carbon của chúng ta nó sẽ bằng là 0, số mol CO2 là 1 chia số mol ete vừa tìm được là 0,25 bằng 4. Bằng 4, vậy thì suy ra công thức của este chúng ta nó sẽ là C4H8O2.
Đừng đứa nào tôi muốn ngay nhá. C4H8O2 có bao nhiêu thành phần cấu tạo? C4H8O2 có bao nhiêu thành phần cấu tạo? Lại sử dụng skill thành phần của thầy. Các em thấy không? Trong một cái đề thi giữa học kỳ sử dụng rất rất nhiều skill của thầy. Nào mình có gì ạ? R1 cộng R2 bằng 3 nhỉ? 3 bằng 0 cộng 3, 1 cộng 2, 2 cộng 1. 0, 1, 2 chỉ có 1, 1, 1. 1, 1, 1, 1, 1. 3 mình có 2. 1 x 2 bằng 2. 1 x 1 bằng 1. 1 x 1 bằng 1. 2 cộng 1 cộng 1 lúc này mới bằng 4 ạ. Vậy suy ra chúng ta có 4 đồng phần. Ok, xịn sò chưa? Vậy đáp án đúng là đáp án A. À, các em thấy không? Skill của thầy san phẳng mọi dạng khó khăn. Đây, mình sang câu số 10 đây. Câu số 10 là câu top 1 của sự sai lầm. Các bạn cùng comment đáp án xem câu số 10 như nào. Câu số 10 này khi thầy ra nhá, rất rất nhiều bạn làm sai. Kể cả giỏi cũng sai. Hạch não lắm, hạch não lắm. Câu số 10 nhá. Cho 0,1 mol alpha amino acid. Đây tự đặt là alpha amino acid X thì ghi cho nó dễ. X 0,1 này. Phản ứng vừa đủ với là HCl này. Đủ. Số mol là 0,5 x 0,2 bằng 0,1. Thế là do có từ đủ này, do có từ đủ đấy nên mình suy được luôn là số nhóm NH2 sẽ chính bằng là số mol HCl chia số mol X và bằng 0,1 chia 0,1 thì bằng 1. Thì cái này ai cũng biết bằng 1 nên loại đáp án D luôn. Cái này thì đơn giản ai cũng biết. Nhưng bắt đầu này, thu được dung dịch A. Được chưa? Theo phương pháp của thầy, dung dịch A gồm X và HCl. Số mol của X là 0,1, số mol của HCl là 0,1. Cho dung dịch NaOH vào dung dịch A thì thấy cần vừa hết 600 ml. Vậy mình sẽ có là số mol của NaOH bằng là 0,6 x 0,5 bằng 0,3. Đến đây ối đã chọn đáp án B. Và đáp B không phải đáp án đúng nhá. Thế vậy đáp án nào mới đúng ạ? Chúng ta lại có cái chỗ lúc nãy thầy nói. Đó là gì? Số mol của nhóm COOH cộng số mol của H cộng thì bằng số mol của OH trừ. Được chưa? Vậy này, mình có này, số mol của nhóm COH đây thì bằng 0,1 nhân với lại số nhóm COH cộng số mol H cộng là 0,1 thì bằng 0,3. Vậy hoàn toàn mình tìm được số nhóm COOH bằng 0,3 trừ 0,1 bằng 0,2. 0,2 chia 0,1 bằng 2. Vậy mình có hai nhóm COH kèm nha. Em nhớ chưa? Rất nhiều bạn chọn B nhưng đáp án đúng của chúng ta rất tiếc, nó là đáp án C. Thầy Tuyên Dương, bạn Văn Đức này, Thành Đạt này, Nguyễn Linh này, Quốc Đạt này, đây này, Khánh Linh bị nhầm này, nhọ chưa em ơi? Cuộc đời không như là mơ đâu. Đấy các em thấy không? Rất nhiều bạn bị nhầm. Không đơn giản đâu ạ. Câu số 11 ạ. À, câu số 11 là một câu định nghĩa. Thì các em hay bị nhầm lẫn giữa định nghĩa của phản ứng trùng hợp với phản ứng trùng ngưng. Thế thì ngày hôm nay thầy dạy chúng ta một cái để chúng ta nhớ được là trùng hợp nó khác trùng ngưng như nào. Tất cả chúng ta đều giống nhau là từ monomer thành phân tử lớn polymer. Nhưng mà thằng trùng ngưng nó hơn thằng trùng hợp ở một cái là nó còn sinh ra giải phóng ra những phân tử nhỏ khác. Cái này trùng hợp là một là nhiều thành một luôn. Nhưng mà thằng trùng ngưng nó sẽ là nhiều thành một nhưng mà nó lại sinh ra các phân tử khác, nên đáp án đúng là đáp án A, trùng ngưng. Ok Minh Lê, không sao cả. Coi rồi, thực ra nếu mà em chưa học đến phần amino acid thì em học hơi chậm đấy. Thực sự đấy, bởi vì là nếu mà em mà muốn thi trung học phổ thông quốc gia là em phải hoàn thành xong chương trình sớm. Và hiện tại bây giờ mà mới tới amino acid là quá chậm. Lớp online của thầy thì thầy đã thấy học chậm rồi, là bây giờ đã gần xong peptide rồi nhá. Buổi sau sang polymer là thầy đã thấy là chậm rồi. Chưa kể gì đến bọn em bây giờ mà chưa xong amino acid là quá chậm luôn. Nếu mà em mà xác định là thi trung học phổ thông quốc gia em cần phải học nhanh hơn. Câu 12. Chất nào sau đây phản ứng với COH 2 lần tạo thành dịch màu tím lẳng lơ các em ơi. Tác dụng với COH 2 lần để tạo thành màu tím, vậy thì nó chỉ có thể là biore thôi. Và biore là của anh albumin nhá. Tripeptide trở lên ạ. 12 đáp án A. Ở đây câu 13 đây, các bạn cứ kêu là amino acid các bạn chưa học. Đây, mình sang câu 13 đây. Câu 13 này về este đây, các bạn học rồi đấy, các bạn chọn đáp án gì? Về este đây, các bạn học rồi, các bạn chọn đáp án gì ạ? Câu 13 ạ.
13 đáp án gì các em? Cho glycerol phản ứng với hỗn hợp chất béo gồm C17H33CH. Thực ra mà hai cái hàng axit này đứa nào mà học thầy ngay từ đầu ấy, hoặc là chăm chỉ theo dõi các buổi live của thầy, đặt nút chuông xem trước và theo dõi mọi buổi live của thầy, thì chắc chắn nó chọn là đáp án A. Còn đứa nào hôm nay mới coi thì nhìn vào đây ạ. Đặt anh này là 1, đặt anh này là 2. Anh này có 3 chỗ để cắm, vậy mình sẽ có các đồng phân là 111 222 112 121 211. Được chưa? 21 trùng với lại 112. Trùng. Tiếp tục, mình sẽ có là 221 212 và tổng cộng mình có 6. A luôn. Đây này đấy. Chắc chắn là Nguyễn Văn Minh không phải học sinh của thầy rồi. Đúng không? Nên Nguyễn Văn Minh chọn 4, rất buồn cho Nguyễn Văn Minh. Đấy, chắc chắn một lèo cũng không phải học sinh của thầy rồi, nên là chọn C đấy các em nhìn thấy không? Những bạn nào chọn đáp án đúng đều là học sinh học thầy hết. Xịn chưa? Bởi vì các bạn ấy nắm được vững các skill thầy nhẩm nhanh và các bạn ấy làm quá nhiều đến mức thuộc đáp án rồi. Nếu mà trong một cuộc chơi mà các em thấy rằng đấy các em nhìn thấy có những bạn ao trình như thế này thì là chúng ta toang chưa? Đây là những câu thi trong đề thi đại học nhá, mà các em sẽ gặp rất nhiều, thực ra các bạn gặp nhiều rồi đấy. Câu 14 ạ. Polymer X là chất rắn trong suốt cho ánh sáng truyền qua tốt, được dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ plexiglass monomer tạo thành là. Thế thì thủy tinh hữu cơ plexiglass, thủy tinh hữu cơ plexiglass là gì? Thì nó đi từ metin. Nó đi từ metin. Metin này. Met acrylat. Được chưa? Thì metin met acrylat này là thủy phân. À, là trùng hợp nhé. Trùng hợp thì ngay lập tức nó sẽ tạo thành anh gì? Đấy, thì nói đây đây, đây là metin met acrylat. Đáp án đúng đáp án. À. Ok chưa? Bạn Trịnh Sơn bạn hỏi là khóa S1 bao nhiêu tiền? Thực ra thì cũng không nhớ lắm, nhưng mà hình như là bây giờ là khóa S1 đang được giảm giá sao ấy. À, vốn dĩ là giá của nó là 1,2 triệu, như bây giờ chỉ giảm giá xuống chỉ còn là có 500.000 hay sao ấy. Nhưng mà nếu mà em mà đăng ký khóa S1 thì em còn được tặng nhiều thứ lắm. Em inbox cho fanpage của thầy nhá, để được tư vấn nhá. Chứ còn thầy cũng không nhớ là được tặng gì, nhưng mà được tặng nhiều lắm. Học bọn F1 xứng cực. Câu 15 các em nhận ra dạng gì chưa? Thấy không? Nghe thầy Minh không bao giờ là thừa cả. Muốn học giỏi hóa là phải có thầy Minh ngay. Đây chúng ta cùng quan sát nhé. Câu 15 này. 7,5g glycin. Thế là có skill gì? Skill nhẩm nhanh. Phân tử khối glycine 75 rồi, 7,5 chia 75 luôn, bằng 0,1, xịn chưa? Tác dụng với dung dịch HCl, 1 nhân 0,2 bằng 0,2, thu được dung dịch A. Vậy không quan tâm, dung dịch A về còn gly và HCl, ngon chưa? Số mol gly là 0,1, số mol HCl là 0,2. Tác dụng với NaOH dư lúc này hỏi khối lượng muối á. Khối lượng muối mới nhiều được ao chứ. Các phương pháp cũ khi giải bài này, các bạn sẽ sử dụng phương pháp bảo toàn điện tích, bảo toàn khối lượng, bla bla bla, nhưng các bạn vẫn bị rắc rối. Nhưng sử dụng skill của thầy mình, không có gì phải sợ hết. Gly vừa nãy viết rồi, trừ 1 hydro cộng 1 natri do một nhóm COH HCl tạo thành NaCl. Bảo toàn gly này 0,1, bảo toàn Cl này 0,2. Thế bây giờ câu chuyện chúng ta làm mờ muối, nó sẽ bằng là khối lượng của gly trừ 1 hydro cộng 1 natri và cộng với khối lượng của NaCl thôi. Và câu chuyện bây giờ chúng ta bấm máy tính thôi ạ. Bằng 0,1 nhân phân tử khối của gly trừ 1 hydro cộng 1 natri là 75 trừ 1 cộng 23. Cộng với khối lượng NaCl là 0,2 nhân với 23 cộng với 35,5. Đấy kết quả bằng ạ. 0,1 nhân mở ngoặc đơn 75 cộng 22 đóng ngoặc đơn cộng 0,2 nhân mở ngoặc đơn 23 cộng 35,5 bằng 21,4g ạ. Xịn chưa? Đáp án đúng là đáp án C. Ok, thì Tiên Dương, bạn Thành Đạt, bạn Khánh Linh bấm hơi chậm. Bạn Nguyễn Linh nha đã comment rất nhanh câu số 15. Các em thấy không? Các bạn nhìn kỹ nha. Đây là skill giải nhanh của thầy Minh nhá, dành tặng cho tất cả các bạn học buổi ngày hôm nay. Nhá, rất là mong muốn tất cả các bạn theo dõi buổi ngày hôm nay có thể chia sẻ lại buổi học này lại về tường và tác giúp thầy tất cả các bạn của các em vào đây, bởi vì đây là một buổi học free. Cảm ơn tất cả các bạn và các em rất rất nhiều. Câu 16 ạ. 16 nào các em ơi. Amin nào sau đây tồn tại ở trạng thái khí ở điều kiện thường? Thực ra cái câu này ấy, là cái câu mà thầy rất là tâm đắc
và thầy đã thả câu này ở bên trên fanpage của thầy. Và thầy thấy rằng là rất nhiều bạn chọn sai, thế nên là thầy phải cho lại vào đây. Đa số các bạn chọn aniline, nhưng aniline là một sự lựa chọn sai, bởi vì aniline nó tồn tại điều kiện thường là chất lỏng. Các em nhớ chưa? Isopropanamine là tồn tại là cũng sai, butynamine sai, mà tồn tại trạng thái khí ở điều kiện thường là trimethylamine. Các bạn phải nhớ cho thầy câu này này. Câu này ở phần tính chất vật lý rất quan trọng. Đó là gì ạ? Metinamine chính là CH3NH2 đấy ạ. Dimetinamine chính là CH3 đấy ạ. Etinamine chính là C2H5NH2 đó. Và trimethylamine, đây trimethylamine chúng ta vừa ghi bên trên, nó chính là CH3 thì tất cả bọn này đều tồn tại ở điều kiện thường là dưới dạng khí, mùi của nó là mùi khai, các em nhớ nhé. Vì vậy nên đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D. Các bạn nhớ chưa? Ok ạ. Xịn chưa? Câu 17 ạ. Lại một câu phải sử dụng skill của thầy Bình nhá. Lại một câu phải sử dụng skill của thầy Bình. Ok, thầy chào Nguyễn Nhật Huy. Chào em. Câu 17 ạ. Thủy phân M gam sắt trong môi trường axit hiệu suất 90% là 0,9. Thu được sản phẩm chứa glucose. Số mol glucose là 10,8 chia 180 bằng 0,06. Vậy mình suy ngược lại, số mol xác là 0,06 nhân 1 chia 1 bằng 0,06 thuận nhân nghịch chia chia 0,9. Được chưa? Thế là mình tìm được số mol xác, vậy mình tìm được khối lượng. 0,06 chia 0,9 bằng nhân 342 bằng 2,8 gram. Đáp án đúng là đáp án A. 2,8. Câu 18 nào các em. Để loại bỏ lớp cặn trong ấm đun nước lâu ngày, người ta có thể dùng dung dịch nào sau đây? Thì lớp cặn trong ấm đun nước lâu ngày thì nó chính là CaCO3. Và để loại bỏ cái lớp cặn đấy thì người ta sẽ bị ưu tiên, CaCO3 là muối nên người ta phải ưu tiên là axit, không thể sử dụng nước vôi CaH hay là được đâu. Không sử dụng muối ăn NaCl được đâu. Không sử dụng cồn 70 độ Ca5OH được đâu. Mà phải sử dụng giấm ăn CH3COH, thằng giấm ăn này nó có tính axit. Thì vàng nó sẽ tác dụng với CaCO3 thể loại bột lớp cặn trong ấm đun nước, các bạn nhớ chưa? Nha. 18 phải là đáp án A đây. Úi dồi ôi. Nhiều bạn comment nhầm chưa? Tuyên Dương Khánh Linh, Tuyên Dương Nguyễn Linh, Tuyên Dương Minh Lê nhá. Tuyên Dương, các bạn này đã rất nhiệt tình comment đáp án từ đầu đến giờ, rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em. Câu 19 nào các em? 19 là 19 về ST đây. 19 về ST đây. ST nào sau đây khi phản ứng dung dịch NaOH dư đun nóng, lưu ý cho thầy từ không tạo ra hai muối nhá. Và đáp án không tạo ra hai muối này là đáp án D, tại vì này anh này này cộng NaOH chỉ tạo thành một muối thôi, CONA các em ạ, và cộng với lại CH3OH, các bạn nhớ chưa? Đấy là không tạo ra hai muối, nó chỉ tạo ra một muối thôi. Đáp án đúng đáp án D nhá. Tuyên Dương bạn Nguyễn Nhật Huy, đây câu 20 đây, lại một câu phải sử dụng skill của thầy, các em nhìn thấy không? Nhưng câu này khó hơn, độ khó tăng dần ạ. Và các em sẽ cảm nhận thấy, chắc là từ nãy đến giờ các bạn làm, các bạn cũng cảm nhận thấy cái skill của thầy nó bá như thế nào rồi. Và thầy xin nhắc lại một lần nữa, đây chỉ là một trong 50 skill của thầy dạy full trong khóa S1 thôi nhá. Và sắp tới thầy chuẩn bị học hết toàn bộ chương trình lớp 12 rồi, thì thầy chuẩn bị khai giảng khóa S2, khóa tổng ôn nâng cấp level để chuyên luyện những cái câu mức độ 9 89 cộng dành cho tất cả bạn và các em chuyên sâu các chuyên đề. Câu 20 ạ. 0,1 mol glycine số mol là 0,1. Lysine số mol là 0,2. Tác dụng với NaOH. Số mol NaOH là bằng 0,4 các em ạ. Để mình thu được dung dịch A, vậy dung dịch A theo phương pháp giải của thầy nhá, thì là gly. Úi dồi, ông Nguyễn Nhật Huy ông ấy khôn thế. Ông bảo là còn skill nào dùng hết luôn đi. Ông này khôn thật. Ông này học chùa khôn vãi. Lysine 0,
0,1 lysine 0,2, thế còn skill nào dùng hết. Ok. Nào mình có NaOH. Số mol NaOH ở đây bằng bao nhiêu ạ? 0,4. Bây giờ cho tác dụng với HCl dư. Thu được muối đúng không các em? Thì bây giờ các bạn cùng quan sát nhá. Muối nè. Muối nè, mình có này. Đây ạ, glycine ăn một HCl để tạo thành GlyHCl. Đúng không? Lysine, các bạn phải nhớ thầy nhá. Lysine có mấy nhóm NH2? Lysine mình có 2 nhóm NH2. Và bởi vì lysine có 2 nhóm NH2 nên nó sẽ ăn 2 HCl để tạo thành lysine 2 HCl. Được chưa? NaOH thì nó sẽ là NaCl. Ok chưa? Vậy bây giờ mình đi bảo toàn nhá. Bây giờ mình đi bảo toàn Gly. Thì Gly của mình là 0,1 thì đây là 0,1. Bảo toàn lysine của mình là 0,2 thì đây là 0,2. Bảo toàn natri anh này là 0,4 thì đây là 0,4. Vậy xong được em. Xịn chưa? Các bạn bấm máy tính của thầy em nào. Vậy mình có M muối. Nó sẽ chính bằng M khối lượng của GlyHCl. Các em thấy skill thầy giảm an không? Nó tăng tốc độ lên gấp 3. Thực ra là tăng gấp 5 lần nhưng mà thôi, mình không chém. Thực ra là tăng gấp 5 nhưng mà thầy nói giảm đi, tăng gấp 3 thôi. Khối lượng của Li 2HCl cộng khối lượng của NaCl, đúng không? Bằng thôi giờ bấm máy tính nhá. Hết chỗ rồi. 0,1 nhân này, mình ghi GlyHCl này, các em phải thấy mình thông minh đến mức là mình ghi GlyHCl là mình tận dụng được là 75 này cộng với 36,5 luôn. Hiểu không ạ? Lysine là mình tận dụng được luôn là 0,2 nhân với lysine là 146 cộng với 2 nhân 36,5 cộng với NaCl là 0,4 nhân mở ngoặc đơn 23 cộng 35,5 bằng 78,35. Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A các em ạ. 78,35. Ok chưa? Thấy không? Rất nhiều bạn comment đáp án A. Thầy Tuyên Dương, bạn Nguyễn Linh, bạn Ngọc Trần, bạn Thành Đạt. Đấy, thầy khuyên chân thành nhất là thầy Dĩ Thâm là nên phải tham gia khóa S1 của thầy Minh để học lại môn hóa thôi. Chứ không thầy này đang yếu. Thầy này giỏi lý nhưng mà yếu hóa rồi. Ok, Nhật Huy Nguyễn cày đề toán. Rồi, Vũ Hoàng Hiệp, cảm ơn em. Nào, câu 21, các bạn hiểu cái skill của thầy chưa ạ? Câu 21 ạ. 21, câu dễ. 21 đáp án gì? 21 ạ. 21 rồi các em. Xà phòng hóa hoàn toàn 3,7 gam HCOC2H5. Xà phòng hóa hoàn toàn là cho tác dụng NaOH. HCOC2H5 mình tìm được số mol nhá, bằng 3,7 chia cho 74. 3,7 chia 74 bằng 0,05 mol. Bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ đúng không ạ? Thì mình sẽ thu được là HCOONa. Đề bài hỏi gì? M muối khan đấy, muối khan là anh này đâu có gì nữa. Vậy mình sẽ có là khối lượng của HCOONa sẽ bằng là bao nhiêu? 0,05 nhân với 68 thì bằng bao nhiêu ạ? 0,05 nhân 68 bằng 3,4. 3,4 gam. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B. Bỏ 3,4. Dễ chưa? Dễ chưa? Xịn chưa? Nào câu 22. Lại một câu nữa về este này. Tiện thể ở đây ôn lại este cho chúng ta luôn nhỉ? Đun 3 gam CH3COH. Các bạn bấm nhanh cho thầy xem đáp án gì. Số mol của CH3COH bằng 3 chia 60 bằng bao nhiêu mol đây ạ? 0,05 mol. Với C2H5OH dư. Đề bài cho anh này dư nhá. Thì thu được CH3COO C2H5 và H2O. Được không ạ? Đây là ban đầu. Đúng chưa? Còn lại phản ứng. Còn lại sau phản ứng thì số mol CH3COCH5 bằng 2,2 chia cho 88 bằng 0,025 mol. 0,025 suy ngược lại 0,025. Vậy có phải mình sẽ có hiệu suất phản ứng sẽ chính bằng số mol ban đầu là 0,0 bằng số mol phản ứng chia số mol ban đầu nhân 100% không ạ? Vậy là bằng 50% đúng không ạ? Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B. Bò. Tuyên Dương Vũ Hoàng Hiệp nhá. Cảm ơn Nhật Huy Nguyễn. Ok, Tuyên Dương Pết Cà Khịa, Tuyên Dương Khánh Linh, Tuyên Dương Lê Huy Việt Anh. Thực ra ấy, cái câu này chúng ta nhẩm ra được, đúng không? Tuyên Dương Minh Lê.
Bạn Nguyễn Trần Dương S1 giờ bao nhiêu xẹt? Thấy không nhớ nữa, nhưng mà nếu mà bây giờ các em đăng ký thì được ưu đãi nhá. Nếu bây giờ các em đăng ký được ưu đãi hình như là được tặng một cuốn sách của thầy này. Còn lại về giá hình như là giảm giá từ 1,2 triệu xuống chỉ còn 500.000. Nhá, ok ạ, tiếp tục ạ. Câu 23. Nói chung là để biết sâu hơn về giá thì các em có thể inbox cho fanpage thầy, thầy cũng không nhớ đâu. Để các anh chị tư vấn cho chuyên nghiệp. Thầy chỉ biết dạy rồi. 23 chất nào sau đây chỉ thầy chỉ biết dạy và cháy hết mình với các em thôi. Ok ạ. Chất nào sau đây ở trạng thái rắn ở điều kiện thường ạ? Chất nào sau đây trạng thái rắn ở điều kiện thường? Úi dồi ôi, câu này toang. Nhờ triolin là chất béo, không no nên là lỏng. Anilin là lỏng rồi. Đúng chưa? Ethylamin acetat cũng lỏng. Vậy chỉ có anh nào thôi, glycine. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A các em nhá. Comment mạnh mẽ lên xem nào, câu 24. Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành hồng? Úi dồi, cái này là thao túng tâm lý luôn. Ối bạn chọn nhá. Ối bạn chọn đáp án B, nhưng đáp án B không phải đáp án đúng. Các bạn chọn thấy đáp án gì ạ? Bây rất tiếc không phải đáp án đúng nhá. Khá nhiều bạn chọn đáp án D, nhưng đáp án D cũng không phải đáp án đúng. Mặc dù các bạn biết rằng D là glycine, nhưng glycine chỉ có một nhóm COH và một nhóm NH2 nên không làm quỳ đổi màu. Và để tuyên dương tất cả các bạn đã chọn đáp án A, tại vì nó là acid alpha amino glutaric, hay còn được biết đến là acid glutamic, có hai nhóm COH và một nhóm NH2 nên chắc chắn làm quỳ chuyển thành màu hồng. Ok chưa? Xịn chưa? Câu 25 nè, trầm cảm chưa? Câu 25 trầm cảm chưa? Nếu mà chưa có skill của thầy thì chắc chắn rằng các em làm câu 25 sẽ cực kỳ trầm cảm. Nhưng bây giờ có skill của thầy rồi thì mọi chuyện nó trở thành đơn giản. Đúng không ạ? Nào chúng ta cùng xem nhá. Cho 15g glycine. Các bạn giải đi, các bạn bấm máy tính nhanh hơn thầy chưa nào? Số mol gly bằng 15 chia 75. Ok, Khánh Linh, thầy nhìn đáp án Khánh Linh rồi, Khánh Linh làm rất nhanh. Vào dung dịch HCl. Đây ạ, HCl chưa biết mol. Thu được dung dịch X. Dung dịch X gồm gly và HCl. Tác dụng vừa đủ với KOH. KOH thì đề bài cho vừa đủ nhé. Số mol là 2 x 0.25 bằng 0.5. Thu được dung dịch Y. Số mol gly bằng 0.2. Cô cạn Y thu được mg chất rắn khan. Vậy chất rắn của chúng ta sẽ gồm gly trừ 1 hydro cộng 1 kali và HCl cộng KOH thì tạo thành KCl. Vậy câu chuyện bây giờ chúng ta chỉ đi bảo toàn thôi. Bảo toàn gly này 0.2. Bảo toàn K này, K ban đầu, kali ban đầu này là 0.5. Trừ đi 0.2 thì trong KCl còn 0.3. Xong ạ. Các em thấy xong nhẹ nhàng không? M muối chúng ta bằng M của gly trừ 1 hydro cộng 1 kali cộng với M của KCl. Vậy là bằng, bấm máy tính. Câu chuyện bây giờ chỉ còn bấm máy tính thôi. 0.2 nhân với mở ngoặc đơn này 75 trừ đi 1 cộng 39, đóng ngoặc đơn, cộng 0.3 nhân mở ngoặc đơn 39 cộng 35.5 bằng 44.95g. 44.95g. Vậy đáp án chính xác nhất của chúng ta nó là đáp án B bò. Xịn chưa các em? Xịn chưa? Ôi, cả nhà cổ vũ thầy Dĩ Thâm để thầy Dĩ Thâm cùng học lại môn hóa để còn có người yêu này. Trời ơi, thầy này bây giờ ế vẫn chưa người yêu. Khổ lắm. Nói chung là cái nghề dạy học online nó khổ. Bởi vì là toàn khuya mới live stream cho học sinh được. Thế nên là đều phải chấp nhận cô đơn hết. Sống chung với cô đơn. Câu 26 ạ. Phát biểu nào đúng ạ? Nào hãy comment câu 26 này để ủng hộ cho thầy Minh cô đơn nào. Các bạn cùng comment câu 26 là đáp án gì ạ? Đây thầy Minh đang rất cô đơn đây. Phát biểu đúng là khi thủy phân đến cùng các protein đơn giản sẽ cho hỗn hợp các alpha amino acid. Ủi đúng luôn. Chọn luôn. Chính xác luôn. 26 đáp án A luôn. Còn khi cho dung dịch lòng trắng trứng vào CO2 lần thấy xuất hiện một phức màu xanh đậm là sai. Phải màu tím cơ. Enzyme amylase xúc tác phản ứng thủy phân cellulose thành maltose cũng sai. Tiếp.
axit glutamic là polyester của axit folic và glucose cũng sai nốt. Vậy đúng của chúng ta là gì? Thì phân đến cùng các protein đơn giản sẽ chọn hợp các alpha amino acid. 17 27 nào các em. 27 này mà sử dụng skill của thầy thì cũng xịn. Nhưng mà nếu mà không biết đến skill của thầy thì cũng toang thôi, nói chung là toang lắm. Nói chung là toang một cục. 27 ạ. 27 các bạn comment các bạn. Ok Khánh Linh, rất tốt. Tuyên Dương Khánh Linh nhá. Nào 27 nào. Gly. Gly này, Ala này, số mon ạ. Thực ra muốn làm được cái này mình phải nắm được cái skill tìm phân tử khối của peptide cơ. Thì skill tìm phân tử khối của peptide thì nó sẽ bằng thế này, chia cho này, 14,6 chia cho này. Phân tử khối của các gốc alpha amino acid tạo thành nó, glycine là 75, alanine là 89, trừ đi. Trong này có một liên kết peptide tương ứng với một nước, vậy là trừ đi 1 x 18. Vậy số mon bằng 0,1. Nhá. Trong dung dịch NaOH dư thì có phải mình sẽ thu được là Gly trừ 1 hydro cộng 1 natri và Ala trừ 1 hydro cộng 1 natri không ạ? Bảo toàn Gly 0,1, bảo toàn Ala 0,1 nữa. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ tìm được khối lượng của muối bằng khối lượng của Gly trừ 1 hydro cộng 1 natri cộng với khối lượng của Ala trừ 1 hydro cộng 1 natri. Và bây giờ câu chuyện chúng ta chỉ bấm máy tính nữa là xong. Bấm máy tính nữa là xong. 0,1 nhân bằng ngoặc đơn này, 75 cộng 22 cộng 89 cộng 22 bằng 20,8 gam. Đáp án chính xác nhất của chúng ta là đáp án A. Ok chưa? Thực ra ấy, đẹp trai hay không ấy không quan trọng bằng việc là đưa người yêu đi chơi vào buổi tối. Bởi vì nếu bạn làm vào buổi tối như hội giáo viên dạy online chúng tôi này này thì người yêu của bạn sẵn sàng đi chơi với thằng khác ngay. Hãy chấp nhận điều đó. Nào câu 28 ạ. Thời buổi này hở người yêu ra mất ngay. 28 ạ. Nhưng mà thôi thầy chấp nhận mất người yêu để dạy cho tất cả các em độ đại học bao nhiêu năm rồi vẫn vậy. 28 ạ. Người hút thuốc lá nhiều thường mắc các bệnh nguy hiểm về đường hô hấp. Và chất gây hại chủ yếu có trong thuốc lá là gì? Thì nó là gì ạ? Nicotine. Ai biết được đấy. Đáp án đúng là đáp án D. Câu 29 à. Thực ra cái skill này thì dạy rất nhiều rồi. Bao nhiêu bạn đang theo dõi buổi học ngày hôm nay còn nhớ cái skill này của thầy không ạ? 29 ạ. Nào. Cellulose trinitrat được điều chế từ phản ứng giữa acid nitric và cellulose. Hiệu suất phản ứng là 60% tính theo cellulose. Sen thì tạo thành cellulose trinitrat. Hiệu suất là 60% là 0,6. Nếu dùng 2 tấn sen như phương pháp của thầy Minh dạy, kilogram tấn đại yến bỏ qua đi. Nhá, coi như gam tính toán bình thường, 2 chia 162 ra số mol sen. Vậy mình suy ra số mol cellulose trinitrat 2 chia 162 nhân 1 chia 1. 2 chia 162 thuận nhân phân tử khối của cellulose trinitrat là 297 nhân với 297. Thuận phải nhân với lại hiệu suất nhá. Nhân 0,6 bằng luôn. Skill cực bá đúng không? 2 chia 162 nhân 297 nhân 0,6 bằng 2,2 tấn. 2,2 tấn, đáp án đúng là đáp án D. Thì Tuyên Dương, bạn Ngọc Trần comment cực kỳ nhanh, Minh Lê, Nguyễn Linh, Khánh Linh là các bạn comment cực kỳ nhanh, Tuyên Dương tất cả các bạn và các em. Câu 30. Câu cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay, cái skill rất kinh điển, câu 30. Cho hợp A gồm 0,1 mol alanin. Ala 0,1. Và glycine là 0,15. Tác dụng với NaOH. Số mol NaOH là 1 x 0,3 bằng 0,3. Sau phản ứng thu được dung dịch X đấy, như thầy nói rồi, chúng ta đừng quan tâm quá nhiều X là gì. Kệ bố nó. Ala 0,1. Gly 0,15. NaOH 0,3. Được chưa? Sau đó này, tác dụng với HCl thì thu được này. Ala có một nhóm N2 nên là Ala HCl, Gly HCl và NaCl, chẳng quan tâm bao nhiêu mol HCl luôn. Bảo toàn Ala 0,1. Bảo toàn Gly 0,15. Bảo toàn Na 0,3.
Và đây chính là mờ muối, các em thấy xịn chưa? Thấy skill xịn chưa? Bằng khối lượng của Ala HCL cộng khối lượng của Gly HCL cộng khối lượng của NaCl. Vậy sẽ bằng bằng bao nhiêu ạ? Ala HCL 0,1 nhân mỏ đơn 89 cộng 36,5 cộng với Gly HCL là 0,15 nhân mỏ đơn 75 cộng 36,5 cộng với 0,3 nhân mỏ đơn 23 cộng 35,5 bằng 46,825 gam. Đáp án đúng là đáp án A. Đấy các em thấy không? Skill cực kỳ kinh điển. Rồi ạ. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi buổi học ngày hôm nay. Hy vọng rằng với cái buổi học ngày hôm nay, thầy đã mang đến cho chúng ta một cái skill mà các em có thể sử dụng nó trong tất cả mọi giảng bài về amino acid, và nó sẽ giúp cho các em tự tin hơn trong việc học hóa. Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã theo dõi buổi học ngày hôm nay và rất nhiệt tình comment đáp án cũng như là chia sẻ lại buổi học này. Tuyên Dương, một số bạn đã rất nhiệt tình comment như bạn Khánh Linh, bạn Ngọc Trần, bạn Bình Lê. Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em. Cảm ơn fanpage học vật lý thầy Dĩ Thâm đã rất là nhiệt tình comment trong buổi học ngày hôm nay. Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em trong buổi học này. Bye bye, chào tạm biệt các em. Và hẹn gặp lại các em.